hồi về uống thuốc liền cho quá tôi nha. Quá trời luôn á. Chưa. Về uống thuốc liền á. Lấy tay quá trời hay hoài là gì luôn. Cúc? Ho quá trời. Còn cắn gì Cúc luôn. Hồi còn lấy lại còn lấy răng còn cắn gì Cúc vậy Cúc bây giờ. Có răng không mà cắn? Có. Răng cắn vô cái liếm sâu luôn. Liếm sâu luôn. Nhà có ba người ở nhà đi vô ra làm sao thấy bà cụ ngái khò khò đi lên lầu thấy thằng chồng tùm đầu tùm đít thì gọi xong không có ai đi chơi đủ hết rồi đủ hết rồi giờ đợi khách lại thằng chơi còn ai đâu sáng ông dậy sớm kêu ông ngủ ông nói trưa ông mới ngủ cái ông dậy ông mở phim ông coi cái rồi em xong luôn đâu ngủ được. Bây giờ trưa mình làm thì ông canh lên ông ngủ. Cái cây chỗ để tới bưởi á, mua ở đâu rồi, ai làm à? Cây tới bán đó đó. Má bằng mũ nó rớt không à, màu rách hư cái gì à chị mua á người ta bán cho chị luôn á nha hả nhiêu cây mua nguyên bộ có rồi mua riêng cái đó đó hả thì chị không lấy mũ thì chị lấy sắt vậy hả cũng được đó hả chị mắc hơn chút. Bán riêng vậy cặp nhiêu ta? Em mua đồ mũ không cái 10.000. Còn cái kia bán riêng nha, cái sắt đó đó. Xích lên cho quen gái. Đó, miếng nữa. Nữa lên. Còn gãy luôn á. Còn gãy rồi bé lên đập. Té luôn sao? Bé té bé bắt đền hả? Chị Hồng ở tổng chị Hồng đâu biết ai mà đi nuôi bệnh được hả chị Hồng? Lúc trước có thấy mà trước là ở trong ngõ chị có người săn sóc người bệnh đó. Bây giờ ta không còn ở đó nữa. Thấy không dọn đi vô khác. Sát bên má nhà mướn á. Dạ bộ không có người hả? Có ra ông anh nó bị ta biết. Giờ đưa vô bệnh viện Trần Văn An này vô đóng chăm sóc. Bà chăm sóc cũng mắc rồi. 300 ngày nhiêu? Thì ngày phải 300 chứ đâu đó chị. Mấy trăm. Hả? Mấy trăm. Hả? Đâu có ai mà nuôi vậy. Bệnh mà. Tái gì ở đầu lâm mà. Làm đó có tiền nhất hay Cúc? Dạ, 290 triệu. Vợ không đâu nói chứ vợ ổng hai người đi vậy rồi nhưng mà bà cũng chăm sóc cho ổng mà kiểu như phụ thêm với bà thì chăm sóc nhưng mà cái tình cảm nó đâu có còn giống như ngày xưa bây giờ kiếm người làm thì bà lâu lâu có xuống làm vậy đó
để mới chạy xe vô. Ai? Không cạn. À, mới chạy vô á. Ừ. Kêu thì nhìn kỹ cho lắm. Mang đem vui à. Nó già rồi. Ôi, một con bươi 4 năm, con lụm 5 dĩ gì 6 năm. Cái trời nắng này chạy xe. À, tháng 2 này làm nhà rồi. Tháng 2 hả? Dạ. Tháng 2 này khởi công à. À, thứ 2 chở Tư Thương về. Thích gì em hả? Về Trần Văn An. Ai chở một tí hả? Bà Tám kiếm xe, Tám về. Ờ, mướn Tám ha. À, giờ mướn người nuôi mà giờ điện về kêu con hỏi coi có ai không. Sợ gãy ghế gì Cúc Nam coi đã không? Giờ mướn người nuôi ngày phải 300-400 ngàn chứ đâu ít năm. Cứ như ngày lạ. Ừ. Đấy ẻ bịch tả. Đổ sữa chứ không có ăn uống gì được á. Con đừng giống ít con. Nó nói là hôm nay một ngày 300 ngàn tiền sữa. 200 mấy 300 ngàn tiền sữa. Enso, Enso hộp á. Rồi rồi giờ mướn nữa, ngày càng cắt hiệu rồi. Thì bây giờ thì đỡ hơn rồi. Kêu mấy nhậu chung á xuống nuôi cho. Chị hai con mới nói bả bữa đó bả không ra tại xu khiến bả ra 6 giờ mấy. Chứ mỗi bữa bả đâu ra giờ đó. Bả ra mới 6 giờ mấy bả nghèo quá quá quá. Nhậu quá phải không? Có hôm nay đâu có nhậu. Vợ bệnh, con vợ sát bên không nghe ha. Trời ơi, Mạnh Nam đi ngủ đâu có nghe. Rồi bà hai bả mới nghèo quá quá. Bả mới bả nói ông nội này vô tivi mà còn làm gì ớ ớ ớ. Đi qua thấy hỏi bệnh rồi hả? Đi luôn. Chở qua tầm 20 là hôm 20 đưa qua bên 1-15 liền. Chí lên rồi con. Kêu tiếp nó để điện ba beo hỏi ba beo nuôi không. Mướn là thằng con mà nó lượm á. Rồi xuống dưới ai nhậu. Nó xuống dưới rồi rượu đâu nó nhậu. Đủ đâu nó nhậu mà nó đi xuống dưới. Nghe hả? Nghe mấy ông nhậu mà quá trời. Con hỏi ra chừng nào cưới vợ, nó nói tiện đâu mà cưới vợ. Thấy không? Không, không thấy. Thấy hả? Không. Trời ơi, vậy đứng quay gì vậy? Vô nó tay sao thấy. Em thấy sao chị thấy. Tới ngày lỗ tay dừng cái. Dây qua dây
lại bà chạy qua đây không một mình, bà cũng buồn chạy qua em. Không ai nói chuyện con mà. Trời ơi. Khô queo á, cái này khô hết Cúc. Nó không có bự như mấy lần kia ướt nhem ha. Tại là bữa nay ít thì gọi. Đại ca nãy ăn xong cái vô nói quần năm. Quần hô mệt quần. Quần quần cái con cho uống ly nước chanh cái ngủ khò khò tới giờ. Bà tám á. Ủa vậy hả? Hai máu lên. Chắc lên máu hay gì. Bà tám á chứ chồng con đâu có. Dạ. Yeah. Sao máu quá cho. Rồi cho uống ly nước chanh rồi sao tỉnh ngủ luôn. Ngủ ngáy khò khò tao mắt. Nãy giờ vô thăm chừng mấy chập rồi. Chạy lên bà già nhìn coi bà già đâu, rồi chạy lên phòng kiếm coi chồng đâu. Chồng thì tùm đầu tùm đít. Bà già thì ngáy khò khò. Rồi xong. Vậy yên tâm rồi đó. Lâu lâu mới chạy lên kiếm người này, chạy kiếm người kia. Như đó yên tâm rồi đó. Xuống ở đây. Trời ơi thiệt chứ. Qua tháng 2 mới đắp nhà hả? Dạ. Tháng 2 làm, tháng 2 làm có được. Mà 29 này động đất. Tại ở đâu tại nào biểu 29? 29 động đất. Trời ơi. Em có thằng Lo mới ra đây nói nàng Lo tuổi sủ á. Tuổi con năm. Ông Tết dến cho hai cái găng hết 4 triệu bạc. Nó tông hẻm nó đi ra. Rồi nó chạy ra ở tông ở trên đường thẳng ta chạy nó nhanh quá nó thấy nó thắng. Thắng là tự nó té luôn rồi dập bể hai cái găng làm hết 4 triệu. Trong mấy Tết. Nó tuổi con năm. Trâu á. Nó chạy ra mà nó chưa có ra tới lộ. Hẻm con hẻm nhà ông trơn á. Con đi ra tới đầu lộ rồi, con nhỏ kia nó quẹo vô lộ thấy con cái tự thắng tự té luôn. Là con với nó cách nhau cỡ 2 mét à. Rồi nó thấy con rồi nó tự té luôn. Con nhỏ gái nha. Nó vô tông cua mà nó chạy nhanh quá. Rồi ngày hôm qua thằng cái ông kia băng ngang lộ gì xe quất cái đứt bóng luôn rồi. Quay Phú Hưng ngay chỗ đối diện thành thành công đó. Cái chỗ thành thành công mà ngay chỗ nhà máy đỏ đó. Phường 8. Rồi bây giờ ai chuyển đường làng đường mà sai quy định đồ này kia là bị phạt. Đứt rồi, cán đứt ngắt luôn. Cán rồi à. Chết luôn. Dưới đó xe dữ. Qua lộ thì cay mà tình không. Em biết sao không? Ông đi xe đạp, ông muốn qua cái ông băng qua, ông không có nhá đè, ông không có nhá tay á. Rồi người ta đâu có biết. Lỗi của ông. Bà tí xuống trại rồi. Xuống trại ổn rồi, mổ xong rồi xuống rồi. Con chưa có hỏi tiền. Bà thừa biết. Con cũng vậy. Cũng đâu ai đâu xài.
vô máu là bà chết à, mổ là bà chết luôn. Ở đây là bà chết. Nên mà giờ nghe lấy cái tay nó chạy tới Mỹ ở năm ngủ nó qua. Giờ tâm lý nó rồi, nó không dám cho đâu. Tâm lý nó giờ đụng vô lỗ tai nó la làng. Chỉ cần nắm chặt cái tai nó không nó la làng rồi, có ai đụng vô được đâu mà làm. Nó nắm kinh, nắm đụng vô cái lỗ tai nó là nó sợ, nó la rồi. Dị ứng sẵn rồi. Tâm lý nó sợ rồi, dễ gì đút vô được. Giờ Nam đi ra bác sĩ nó cũng la làng vậy á. Khô queo mà nhiều dữ vậy con hả? Hả? Khô queo mà nhiều vậy? Con lấy xong mà nó có cảm giác nó ra rồi. Đó giờ mấy lần vậy? Mấy ba lần rồi đó biết chưa? Chị Cúc có hai cái sừng. Cái sừng thành cái đầu cà rách. Cái sừng thành cái đầu cà rách ở dưới. Quá chị Cúc trời. Có hai cái sừng. Để cái sừng nè. Cái sừng ở đây nè. Đó thành cái trứng. Nằm lại đi, lẻ đi. Ăn hết chị Cúc à. Đến quay. Ăn hết chị Cúc. Sạch rồi đó con. Lẻ rồi đó con. Lẻ nè. Quen rồi Nam. Chị Cúc chơi cục bự luôn hả? Ừ. Chị Cúc chơi cục bự luôn hả? Chị Cúc chơi tới cục bự luôn hả? Bự cục nãy rồi xong mát rưỡi lá vàng.